Alo, bao giờ anh về? Hôm nay anh về sẽ có một bất ngờ đặc biệt dành cho anh. Anh sẽ tự hào về người vợ tương lai như em. Anh nói cái gì cơ? Anh đi luôn đi. Trời ơi, sao cái chuyện gì dưới này rồi không biết nữa à? Sao mày không nói thẳng với cổ? Là mày sợ Kiều không hợp với mẹ mày? Nếu thật sự đã yêu nhau và xem nhau là gia đình thì chuyện gì cũng có thể chia sẻ được với nhau hết. Tao nghĩ cô ấy đã chịu tổn thương quá nhiều rồi. Nếu thật sự mày yêu Kiều thì mày nên bỏ qua và chấp nhận con người thật của cô ấy, cho dù nó có như thế nào. Gì ông sùng ngoài này vậy con? Gì dạ? Hôm nay anh Tuấn bận việc nên không về được. Không bận không về thì nó về chứ có gì đâu mà dữ vậy. Mà cơm nước nấu xong hết rồi. Nấu rồi chú nó về nó ăn. Con biết thừa anh ấy nói thế là không muốn gặp con, muốn né tránh con, không muốn cho con gặp mẹ chồng như gì. Không hiểu con học nãy giờ học làm dâu làm vợ làm gì không biết. Cậu Tuấn hư quá ta. Thôi thôi em sao cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, con. Có thu gì không? Con gái con đứa giữ gì ai dám lấy? Mà tôi nói rồi, dạy mà nó tao bên là tôi ký đầu mà. Dữ quá. Bà là ai mà bà dám đánh tôi? Tôi tưởng bà là mẹ chồng của tôi thật đó. Tôi không cần bà nữa, bà đi về đi. Trời. Sao vô duyên vậy? Tự nhiên là đánh nó đánh sao? Về ly không? Ê. Uống ít thôi. Uống vừa vừa chứ uống quá là say xỉn làm sao mà nói chuyện. Mất vui, nghe không? Mà con cũng biết chả ai chịu lấy một đứa mồ côi không nghề nghiệp ổn định như con làm vợ cả. Đã thế con còn không biết làm việc nhà, chăm sóc chồng, lại còn làm con dâu của người ta, sao mà người ta chấp nhận? Ai mà lấy con về ấy, thì mẹ chồng của người đấy hoặc là tức tối mặt hoặc là tống cổ con ra khỏi nhà. Có đâu, mặt dễ thương quá trời quá đất cơ mà. Từ từ rồi học cũng làm được thôi con à, nghe không? Ước gì mẹ chồng nào cũng tốt tính như má, thế thì tuyệt vời chuyện. Uống ít thôi nha. Tặng má một nụ hôn, còn tặng má một cái. Có một tí, chờ con tí. Vậy vậy. Chuyện này là bí mật, ở đây còn lén lấy. Đây là chiếc vòng mà má anh Tuấn đã tặng anh Tuấn. Anh ấy nói với con, má anh ấy dặn. Ủa, cái gì vậy má? Đây là cái vòng gia bảo, con hãy giữ lấy. Hãy thương đứa nào, đeo vô cho nó rồi dắt về đây cho má. Vậy chắc cái vòng đó mắc lắm hả má? Mắc cha mày. Tự nhiên cái đeo vô cho tao, rồi có dắt tao về đây, cái mới ra mày rồi. Mỗi tội là con chỉ được thấy, chưa bao giờ được sờ. Thế là đầu tiên đấy. Nè, Tuấn có ý nó chọn con rồi đó, cho nên mới đưa cho con coi, rồi mới nó mới kể cho con nghe. Má không hiểu đâu,
Nếu mà anh ấy chọn con thì chắc chắn sẽ không né tránh con như vậy. Nên là hôm nay sẽ là ngày cuối cùng con nói về vấn đề này. Con sẽ không nhắc lại về vấn đề này nữa. Đúng. Tao là một thằng hèn. Tao không dám bảo vệ tình yêu của tao với chính những người mà tao yêu thương. Ấy, đừng có uống nữa. Đừng có uống. Ở đời mà đâu có ai sinh ra biết hết mọi chuyện đâu. Cơ bản là mình có chịu học hỏi hay không thôi. Mà tôi vui lắm đó nha. Con cố gắng là má vui trong bụng lắm rồi đó. Nhưng mà không biết má của anh Tuấn có ưng con không. Mà con rất là yêu anh Tuấn, không muốn làm vợ của anh ấy nữa. Được. Trước phòng. Cái phòng không thể mất được đâu.